Xin chào mọi người, mình là Tuấn. Mình là Minh. Chào mừng mọi người trở về nhà. Trong quá trình đồng hành, kết nối và chữa lành trong các cặp đôi thì có một câu mà mình vẫn luôn luôn muốn nói với các cặp đôi và thậm chí là các bạn mà ý đó là ai đến lúc là người đúng. Thực ra thì tụi mình gặp nhau cách đây 7 năm, đó là năm 2012. Lúc đó mình đang sống và làm việc ở Singapore một thời gian dài rồi và mình là trưởng của một dự án rất là lớn ở bên đó. Và mình là người tuyển Minh vào để Minh là thành viên của nhóm ở Hà Nội. Và sau một năm làm dự án với nhau thì tụi mình không nói chuyện với nhau nữa. Và đến tận giữa năm 2013 tụi mình mới bắt đầu nói chuyện trở lại qua Facebook. Thì câu chuyện bắt đầu thế nào em nhỉ? Khi mà các cặp đôi nói chuyện với nhau ấy, khi mà mọi người nói chuyện với hai người bạn nói chuyện với nhau thì có một cái chủ đề mà rất là hay được đề cập đến, đấy là chủ đề yêu và cưới. Thì hồi đấy mình có nói với anh Tuấn một câu, đấy là chắc là cũng phải 4 năm nữa anh mới lấy chồng. Thì mình mới nói lại là chắc 4 năm nữa thì anh cũng lên chuồng rồi em ạ. Thì sau đấy mình mới bảo anh Tuấn là nếu thế thì khi nào em cưới em mời anh nhé. Thì mình bảo là em mua vé thì anh về. Mình mới nghĩ là ông ấy vừa mới nói là 4 năm nữa mình ông ấy cũng lên chuồng được rồi. Thế là xong rồi mình mới bảo là nếu thế 4 năm nữa mình cưới thì thôi về Việt Nam làm đi cho đỡ tốn tiền, xong rồi mình mời chung khách làm chung chỗ cho khách đỡ đi làm. Mình bảo là làm chung chỗ thì làm cưới nhau trà nữa rồi. Thế là xong rồi mình nghĩ 2 giây xong mình ok. Đó, vậy là mối tình của chúng mình bắt đầu chỉ với 2 giây đó thôi. Và trước đó chưa hề hẹn hò, chưa hề có ý tưởng thì là tụi mình sẽ làm một cặp đôi. Và tụi mình quyết là tụi mình sẽ làm một cặp đôi ngay từ hôm đó. Và quyết định đó cũng khá là bất chợt. Nhưng mà một tháng sau thì tụi mình mới chính thức hẹn hò lần đầu tiên nhá. Mới chính thức nắm tay nhau lần đầu tiên. Và thực ra là đúng là sau một tháng rưỡi đấy mới bắt đầu thay đổi cái cách xưng hô với nhau này, thay đổi cách nói chuyện với nhau cho tình cảm hơn một chút này. Thì hồi đấy thì mình là một đứa rất là hướng ngoại, rất hướng ngoại. Đấy, rất thích đi, rất thích người, nhìn chung là rất quấn người, kiểu chỉ cần xung quanh có người là được, vô dụng cũng được. Và mình rất thích đi du lịch, rất thích đi chơi, rất thích có bạn bè. Mình nói rất nhiều, nói cực kỳ nhiều và nói rất nhanh. Và hồi đấy thì có một cái đấy là lúc đấy mình vừa mới bước ra khỏi một mối quan hệ khá là độc hại. Thế nên là mình hơi mất niềm tin một chút vào tình yêu. Và trong quá trình đấy thì mình có nói chuyện và có kể với anh Tuấn và mình mắng rất là nhiều lần. Còn lúc đó thì mình là người ngược lại hoàn toàn, mình là người hướng nội 100%. Mình hay ở một chỗ bởi vì lúc đó mình làm kỹ sư. Mà kỹ sư thì ngồi trên bàn máy tính gần như là 8 tiếng một ngày. Và về nhà thì mình cũng ngồi tiếp máy tính để xem phim 6 tiếng một ngày nữa rồi đi ngủ. Và mình không thích đi ra ngoài, mình không thích nói chuyện với người khác. Mình chỉ thích gửi email thôi. Và mình thích đi du lịch nhưng mà mình thích đi du lịch một mình. Và lúc đó mình cũng vừa mới ra khỏi một vài mối quan hệ cũng khá là độc hại. Mình chưa hề có ý tưởng hay ý định gì là mình bắt đầu một mối quan hệ mới. Nhưng tại sao tụi mình lại bắt đầu một mối quan hệ như vậy? Và để trả lời cho câu hỏi đó, liệu người này có phải là người đúng của mình không á? Thì thực ra mình không biết được đâu. Làm sao mà biết được, bởi vì đã thử đâu mà biết. Và lúc đó tụi mình quyết định là hai người, mặc dù là không hề hẹn hò với nhau, nhưng quyết định là một mối quan hệ là bởi vì ai đến cũng là người đúng. Và mình nhận ra rằng là chúng ta không cần phải hợp nhau để có thể bắt đầu hẹn hò với nhau đâu ạ. Đừng tìm người hợp mình, mà đơn giản chỉ cần tìm, thứ nhất là người đó có chung một sở thích gì đó với mình. Mình chung được thích gì em nhỉ? Mình thích đi du lịch. Mình thích đi du lịch cùng nhau, mặc dù là cách đi du lịch rất là khác nhau. Mọi người đã đi du lịch với các công ty tour bao giờ chưa? Đi cùng anh Tuấn sẽ gấp đôi như thế. Anh ấy sẽ lên một cái kế hoạch rất là chi tiết và cụ thể, sau đấy là khi mà đến nơi em đến giờ rồi, đến giờ rồi mình đi tiếp. Xong kiểu trước thì ngồi xong đã kiểu em đến giờ rồi, mặt trời sắp lặn rồi đi tiếp. Thế xong rồi xem mặt trời lặn xong kiểu vừa mới cảm xong rồi một tí em đến chỗ đi ăn nó mở rồi. Thì đó là cách đi du lịch của mình rất thích đi du lịch kiểu đó. Còn Minh đi du lịch kiểu này, mua vé máy bay, mua chuyến đi và chuyến về thôi. Còn đoạn giữa nào không biết, và không tính cũng chẳng thèm đặt phòng luôn, và cũng chẳng thèm biết là ăn ở đâu luôn, và đem tiền bao nhiêu cũng không biết. Và mình rất là khó chịu về cách đi du lịch đó. Thì như vậy là tụi mình cùng thích đi du lịch. Và yếu tố thứ hai để quyết định tụi mình đến với nhau, đó là tụi mình nói chuyện được với nhau. Nếu như là mọi người quyết định hẹn hò với ai đấy thì chỉ cần hai tiêu chí này thôi: thích cùng một thứ và nói chuyện được với nhau, chứ không cần phải hợp nhau đâu ạ. Thực ra còn một lý do nữa để mà đến thích anh ấy là đó mình có một cái xe lớn lắm. Rồi sau đó tụi mình hẹn hò với nhau thì gặp khá là nhiều trục trặc, khá là nhiều khó khăn, bởi vì ngược nhau như vậy mà
thì trục trặc đầu tiên là về giao tiếp. Thực ra thì tổng cộng thời gian bọn mình yêu nhau 3 năm và cưới xa 1 năm, tức là cưới xong mà bọn mình không về một nhà luôn, mà sau 1 năm bọn mình mới chuyển vào sống nương cùng với nhau. Thì trong 3 năm bọn mình yêu xa và 1 năm cưới xa đấy, thì tổng cộng thời gian mà bọn mình gặp nhau trực tiếp chắc cũng khoảng 3 tuần. Thì nếu như mà nói là có trục trặc không, chắc chắn là có. Bài học đầu tiên là trục trặc về giao tiếp. Thì có một cái đấy là như mình nói rất nhiều. Mình nói rất nhiều và mình có một cái thói quen đấy là chia sẻ cho anh Tuấn rất là nhiều chuyện trong ngày. Từ những cái chuyện nhỏ nhất thì hồi đấy anh sợ. Sợ chứ, bởi vì mình có nói gì đâu. Mình chỉ ngồi nghe không mà. Xong rồi mình hỏi là ô, hôm nay anh có chuyện gì vui không? Mình bảo là chẳng có chuyện gì vui cả. Ủa, tại sao lại không có chuyện gì vui không? Bởi vì cái thời gian vui nhất là thời gian nói chuyện với em người mình. Thế nên là chẳng có chuyện khác vui gì kể cả. Thế là mình lại ngồi nói tiếp những chuyện vui của mình, còn mình lại ngồi nghe tiếp bởi vì nó là chuyện vui của mình. Và thực ra đấy là một vấn đề đấy. Tại vì là chỉ có một người nói và người còn lại chẳng nói gì cả. Và chắc chắn mình có thể khá là chắc chắn là có rất nhiều bạn ở đây cũng gặp cùng một cái vấn đề như thế. Khi mà bạn nữ chia sẻ quá nhiều và bạn nam thì không chia sẻ gì cả. Thì lúc đấy mình cũng không hiểu tại sao mình đã không trách anh Tuấn, mà mình chỉ nghĩ đến một chuyện thôi, đấy là bây giờ mình phải làm gì. Và sau một thời gian mà mình chỉ hỏi những cái chuyện vui thôi, thì mình nhận ra là anh Tuấn có những chuyện buồn, những cái chuyện khó chịu ở cơ quan để kể, nhưng mà mình không hỏi những cái đấy. Thế nên là mình bắt đầu chuyển câu hỏi, bởi vì những chuyện không vui nó cũng là chuyện, nó vẫn là cái điều xảy ra với anh ấy hàng ngày. Thế nên mình thay đổi cách đặt câu hỏi. Sau một thời gian mình thay đổi cách đặt câu hỏi, và sau đấy mình đặt những câu hỏi nó cụ thể hơn. Ví dụ như là hôm nay có uống Red Bull hay không, hồi đấy anh Tuấn ngày nào cũng uống Red Bull. Rồi hôm nay sếp anh thế nào, rồi hôm nay ở công ty thế nào, rồi anh về lúc nào. Tức là những cái câu hỏi nó càng cụ thể và càng chi tiết. Thì mặc dù anh Tuấn chỉ trả lời đúng một câu thôi, mỗi câu hỏi anh Tuấn chỉ trả lời đúng một câu, nhưng mà anh ấy đã chịu chia sẻ hơn. Và còn một cái nữa đấy là khi mà mình ngừng không hỏi nữa thì anh Tuấn bắt đầu kể chuyện lại. Và cứ lúc nào mình đụng đến chủ đề sếp của mình á, là mình sẽ tuôn ra một tràng. Bởi vì lúc đó mình hơi không thích ông sếp này lắm, mặc dù là không dám nói là ghét đâu, nhưng mà hơi không thích ông sếp này lắm. Và mình đã kể ra một tràng, và từ đó mình vận vào cái chuyện này để hay hỏi về chuyện riêng của mình hơn. Và khi mình bắt đầu kể được rồi á, thì mình bắt đầu kể được những chuyện khác. Và đó chính là cái mánh của mình để giúp cho mình nói ra được nhiều hơn. Thì những người bạn gái nào đó ngồi trong phòng này mà thấy bạn trai của mình im quá, thì hay hỏi những chuyện mà bạn trai này đang mắc phải á, hỏi về sếp người ta. Bạn trai sẽ tuôn ra một tràng, và từ đó mình mở dần, và đến cuối cùng thì bây giờ mình nói nhiều như vậy này. Thì đấy là cách mà bọn mình học giao tiếp với nhau. Nhưng mà khi mà nói chuyện nhiều với nhau rồi thì sao? Nó sẽ dẫn đến cái chuyện như thế này, đấy là sau khi mà bọn mình cưới nhau rồi và sau một năm chuyển vào ở chung, bọn mình không có chuyện gì để nói cả. Là nói nhiều quá rồi. Là bởi vì là khi mà bọn mình bắt đầu với cuộc sống chung hai người với nhau ấy, thì tất cả mọi chuyện vẫn như thói quen cũ, là bọn mình nhắn tin nguyên cả một ngày. Thế nên là tất cả mọi chuyện kể hết cho nhau, rồi đến khi tối vấn đề chẳng có chuyện gì để kể. Và sau khoảng tầm 3 đến 4 tháng thì bọn mình nhận ra cái vấn đề đấy, và bởi vì nó càng ngày càng lớn. Thế nên bọn mình đã giải quyết bằng cách là bọn mình ngồi xuống và nói chuyện trực tiếp với nhau. Và sau đấy bọn mình tìm ra một cái giải pháp, đấy là kể cả trong ngày mình có nói chuyện, có kể với nhau rồi, thì đến cuối ngày bọn mình sẽ vẫn kể lại với nhau câu chuyện đấy. Và cái người tiếp nhận sẽ vẫn tiếp nhận nó theo cái cách mà mình tiếp nhận nó lần đầu tiên, vẫn với một cái sắc thái đấy, vẫn một cái biểu cảm đấy, chỉ khác là bây giờ mình nhìn thấy mặt nhau, mình có thể chia sẻ trực tiếp với nhau. Như vậy là bài học đầu tiên của thực tình trong mối quan hệ, mặc dù không hợp nhau đâu nha, là giao tiếp, và giao tiếp với nhau một cách trực tiếp, thẳng thắn và tiếp nhận toàn bộ mọi thông tin của nhau. Thì đó là bài học đầu tiên. Bài học thứ hai là bài học về sự khác biệt trong nếp sống. Mình là một người cực kỳ thích gọn gàng, mình xếp mọi thứ vào đúng chỗ của nó, kéo ra kéo, bút ra bút, giấy ra giấy. Nhưng mình thì ngược lại. Mình có một cái logic như thế này, đấy là ví dụ mình rất là thích làm mấy cái đồ thủ công nhỏ nhỏ ấy, và ví dụ như là mình rất thích làm hoa, thì có một cái đấy là cái hộp đồ làm hoa mình để chung hết vào một chỗ, tức là nó bao gồm giấy, kéo, cái cành để làm hoa, vải và bút màu, rồi các đồ trang trí mình sẽ để nguyên lại một cách như thế. Và mỗi lần anh Tuấn dọn và chia nó ra thành các đồ khác nhau ấy, là mình sẽ không thể tìm được các cái bộ phận mà nó đang không ở đâu cả. Vậy là cách sống khác nhau đơn giản từ những cái như thế thôi. Và mình rất là ghét vừa bộn, và mình thì lại thích hơi vừa bộn một chút, bởi vì là óc sáng tạo nhiều hơn. Thế nên là khi mình làm việc về nhà, mình thấy nhà vừa bộn quá là mình không chịu được.
và mình nói với Minh là anh phải đi dọn nhà đây bởi vì anh chịu không nổi. Thì lúc đó mình không hề ép Minh phải dọn nhà, nhưng có nhiều gia đình mình cảm thấy khó chịu, mình ép người kia làm nhưng mình không làm như vậy. Cách tụi mình xử lý chuyện đó là sao? Mình nói với Minh là anh phải dọn nhà bởi vì dọn nhà xong anh sẽ thấy thoải mái, em có thể dọn cùng với anh hoặc là không dọn cùng với em. Và mình dọn như vậy đâu tầm 2 tuần thôi. Và từ đó trở đi, cứ đúng lúc mà mình dọn nhà, Minh sẽ dọn cùng với mình. Và tự dưng hai người lại trở nên thân thiết với nhau hơn, bởi vì là Minh nhận ra nhu cầu của mình và Minh sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của mình. Nhưng mình không hề yêu cầu Minh phải làm như thế. Thì đó là cái cách của mình đã vượt qua một cái rào cản thứ hai, đấy là rào cản về khác nhau về nếp sống. Còn một rào cản nữa, thế là khác nhau về cách yêu nữa. Khác nhau về cách yêu. Thì mình là một người rất là thích nghe và thích nói, rất thích khen, rất thích được khen và rất thích sờ, rất thích nắm tay. Nắm tay và nắm nhiều chỗ khác nữa. Còn còn mình thì lại thích dành thời gian cho nhau, làm một điều gì đó vui và có ý nghĩa, và mình thích được phục vụ và mình thích phục vụ. Hai cái ngôn ngữ tình yêu đó nó rất là khác nhau, và đôi khi lâu quá rồi mình không nói lời khen thì mình bắt đầu khó chịu. Nhưng mà lâu quá rồi mình không có thời gian riêng với mình thì mình cảm thấy khó chịu. Và lúc đó mình phải làm thế nào? Và một lần nữa bọn mình lại ngồi xuống và nói chuyện trực tiếp với nhau về nhu cầu của mình. Bởi vì là khi mà mình không giao tiếp nhu cầu của mình với anh Tuấn thì Tuấn không nhận ra điều đấy được. Thế nên là bọn mình ngồi xuống giao tiếp cái cảm xúc của mình với người kia, là mình cảm thấy mình muốn như thế nào. Mình cảm thấy vui nếu như mà mình được nhận cái gì và mình sẽ làm lại cái gì. Và ngoài ra là còn một cái nữa, đấy là nếu như mà người kia quên thì mình sẽ nhắc. Cái này nó hơi không lãng mạn một tí đâu, nhưng mà khi mà nhắc dần rồi, người đã quen dần rồi thì nó sẽ rất là dễ cho cả hai người cùng biết được là người kia đang có nhu cầu gì. Thì mình giống như một thói quen á, bởi vì là thói quen ngay lập tức sẽ không thể nhớ được, nên là mình nhắc. Chẳng hạn như mình sẽ nhắc mình là anh nên khen em đi, là mình sẽ nhớ là khen mình. Còn mình sẽ nhắc mình là này, lâu lắm thì mình không có thời gian riêng đấy, mình làm một cái gì đấy chung với nhau đi, không có người khác, chỉ có hai đứa mình thôi, là mình sẽ nhớ ra là mình cần không gian riêng của cả hai đứa. Thì đó là rào cản thứ ba, đấy là lúc tụi mình khác nhau về ngôn ngữ yêu thì mình phải nhắc nhau để thành ngôn ngữ yêu của người kia. Không khác gì học ngoại ngữ với tiếng Anh rồi, phải nhắc và phải thực tập. Còn một cái rào cản thứ tư cuối cùng nữa, đấy là để xung đột nó khi cãi nhau thì phải làm sao? Cái này thì không biết là các bạn nữ có không nhá, nhưng mà mình ấy, khi mà cãi nhau ấy là mình sẽ kiểu nổi máu lên, và mình sẽ tìm mọi cách để giải quyết vấn đề ngay lập tức, và mình sẽ có một cái trò này là anh Tuấn ở đâu mình sẽ đi săn ở đấy. Còn mình mình thì hay trốn bởi vì sao? Mình đã từng là kỹ sư mà mình hướng nội, mà khi có vấn đề là mình trốn ở một góc, của mình tránh vấn đề hết sức có thể, và mình càng tìm mình thì mình càng tránh, và vấn đề sẽ càng ngày càng to hơn bởi vì hai người có cách giải quyết vấn đề khác nhau như vậy. Thì sau đó tụi mình đã ngồi lại quay trở lại vấn đề về giao tiếp, tụi mình phải giao tiếp được với nhau. Và tụi mình đã ngồi lại và ra được một quy ước, đấy là mình không cần phải giải quyết ngay, nhưng mình cũng đừng trốn tránh, mình cũng đừng để một tuần sau rồi giải quyết, và mình quyết định là nếu như có vấn đề thì mình sẽ tạm dừng một ngày đúng 24 tiếng, và 24 tiếng sau mình sẽ ngồi xuống và giải quyết. Lúc đó mình cũng thấy thoải mái và mình cũng thấy thoải mái. Như vậy là mình không ép mình theo cách của mình, và mình cũng ép mình theo cách của mình. Và cuối cùng là hai người đã cùng ra được phương án giải quyết như vậy. Như vậy là đến cuối cùng thì một thời gian dài đã trôi qua, và bây giờ tụi mình đã sống với nhau được một thời gian dài rồi, và sắp sửa có một sinh linh mới chào đời. Thì trải qua quá trình như vậy, tụi mình đã nhận ra được rất nhiều bài học. Bài học đầu tiên đấy là yêu không phải là cảm xúc, mà yêu nó bắt đầu bằng một cảm xúc thật đó, nhưng mà yêu là một kỹ năng. Tất nhiên là kỹ năng này không trường nào dạy cả, và nếu như chúng ta không thử yêu, không thực hành yêu, không yêu nhiều thì sẽ không có kỹ năng yêu. Vì vậy nếu như bạn nào nói rằng là phải chờ một người hợp với mình thì mới yêu, chắc chắn là sẽ đổ vỡ, bởi vì sao? Bạn làm gì có kỹ năng mà người ta hợp với mình. Bạn thực hành, phải yêu đại đi, đổ vỡ vài lần rồi sẽ yêu được một người mới. Như vậy là kỹ năng đầu tiên là chúng ta phải thực hành kỹ năng yêu, trong đó có kỹ năng giao tiếp này, kỹ năng mở lòng này, kỹ năng ứng phó với sự khác biệt này, và kỹ năng ứng phó với xung đột. Và đồng thời trong cái quá trình đấy thì mình cũng nhận ra một điều là để mà phát triển được, để mà trưởng thành được, để mà yêu được thì mình sẽ đi qua, hầu hết là mỗi người sẽ đi qua 3 giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên là giai đoạn mà mình độc lập với chính bản thân mình biết mình muốn gì, mình biết mình cần gì, và mình giao tiếp được cái nhu cầu của mình. Khi mà mình thực sự cảm thấy thỏa mãn với chính bản thân mình, với chính cuộc đời của mình rồi thì mình sẽ không còn cái nỗi sợ bị đóng đinh cuộc đời của mình với một người khác nữa, nhất là khi mà mình có thể giao tiếp được rồi. Thì cái giai đoạn thứ hai sau cái giai đoạn mà mình học cách tự độc lập với bản thân mình, đấy là cái giai đoạn mà mình mở thế giới của mình ra, tiếp nhận người khác vào để cho người đấy chạm vào thế giới của mình, và học cách
bước vào thế giới của người kia và học cách chạm vào thế giới của người kia. Và sau khi mà mình chạm được vào thế giới của một người không ăn chung mình, không ngủ chung với mình, lớn lên ở một văn hóa khác mình và thậm chí còn nói những ngôn ngữ khác mình, thì đến giai đoạn thứ ba là giai đoạn mà mình sẽ chịu trách nhiệm cho một cái sự kiến tạo mới, một sinh linh mới trong gia đình. Mình sẽ tiếp xúc với cái sinh linh đấy từ khi mà nó còn chưa có ý thức cho đến khi nó có ý thức và biết hơn về thế giới xung quanh rồi. Nếu như vậy thì hỏi ngược lại mọi người là nếu như chúng ta phải sống ổn với bản thân mình trước rồi mới nên vào một mối quan hệ thì mình có cần lấy chồng lấy vợ không ạ? Mình tự ổn rồi mà, tại sao lại phải cần lấy chồng lấy vợ? Câu trả lời là mình không cần lấy chồng lấy vợ đâu ạ, bởi vì mình tự sống ổn rồi. Nhưng mình nên lấy chồng lấy vợ để làm gì? Bởi vì là mức độ giai đoạn phát triển nó là ba tầng rất là khác nhau. Nếu như mình dừng mãi ở bản thân mình thôi thì chỉ như vậy thôi, không trưởng thành hơn được nữa. Mình lấy chồng lấy vợ để mình trưởng thành hơn, và trưởng thành hơn như vậy sẽ giúp cho cuộc sống của mình tươi đẹp hơn. Và cái quá trình học hỏi của mình nó sẽ giống như hình chuông đốc. Cái lúc mà mình học được cái bài học lớn nhất về bản thân là mình đi được một vòng của chuông đốc và mình sẽ quay lại con số 0. Nhưng mà ở đây con số 0 nó sẽ ở một cái mức độ cao hơn. Và chắc chắn khi mọi người bước vào cuộc sống cặp đôi nó sẽ khác hoàn toàn. Mình sẽ phải đập vỡ lại và xây lại tất cả những gì mình đã từng xây về định kiến, về cách quan điểm về cuộc sống, về rất nhiều thứ. Và một lần nữa khi mà mình có con, mình sẽ lại học cái quá trình đấy một lần nữa. Và again, mình sẽ lại phải đọc hết đi xem lại một lần nữa. Thế nên là đây là cái quá trình mà mình tự trưởng thành, là cái quá trình mà mình sẽ trưởng thành từ bên trong. Trong quá trình tụi mình là những người làm theo một tâm lý và huấn luyện cuộc đời cho mọi người và rất nhiều cặp đôi đến với tụi mình. Và tụi mình làm những việc gì ạ? Tụi mình sẽ ngồi lại với họ và tụi mình sẽ giúp họ học cách yêu. Nhiều người không biết yêu và đã lấy nhau mất rồi thì tụi mình sẽ dạy cho họ cách yêu trở lại. Và làm sao đấy để cho cả hai người cùng trưởng thành dưới tư cách là hai người riêng biệt, rồi sau đó mới yêu nhau được. Và trưởng thành như vậy thì cũng chính là quá trình học kỹ năng yêu đó bạn, học kỹ thuật yêu đó. Và khi trưởng thành như vậy rồi thì thực sự là mình yêu ai cũng là người đúng hết. Bất cứ ai đến với mình cũng là người đúng, bất kể giới tính nào cũng là đúng luôn. Thế nên là chúng ta không cần phải chọn người hợp với mình từ đầu đâu ạ, chỉ cần học được kỹ năng yêu, sau đó ai đến cũng là người đúng. Bởi vì tụi mình không biết là tụi mình có hợp với nhau không đâu. Đến giờ tụi mình biết chắc chắn là tụi mình hợp với nhau rồi, bởi vì tụi mình đã học được kỹ năng yêu nhau. Và bài học lớn nhất mà mình nhận ra đấy là một khi mình đã là người đúng, một khi mình đã là cái người luôn luôn sẵn sàng cởi mở và thay đổi để phát triển, mình đã sẵn sàng để trưởng thành thì mình đến với anh cũng được. Và anh cũng là người đúng. Luôn luôn là người đúng với nhau, bởi vì anh cũng là người đúng cả mà luôn. Cảm ơn mọi người rất là nhiều.